Chị Ti nói bữa nay làm cái chi rồi? Làm ngân hàng. Lâu nay chị chẳng làm nên em chẳng biết. Lâu nay chị chẳng ghé. Hồi trước hay cái nào muộn. Ủa chị Thi vậy có chồng rồi chị có chi chưa? Do cũng lâu rồi không gặp chị nên không biết. Da bữa nay không biết răng rồi mà không thấy đi qua là bả mụn quanh năm suốt tháng mà mụn từ bé. Thì rằng đấy Cái sao địa chị cái nó mà đi biết người đi điều trị sớm này dạ đúng cái chị bị rỗ thì không nó là đi điều trị sớm thì nó không không? rỗ nhưng mà cái giờ trừ là kiểu như có mụn là phải đi đó đó đáng em chỗ này hơi đau xíu. Cô nay mấy tuổi rồi vậy? Mình bốn em. Hôm nay mình giỏi nè vì chỗ này cũng đau. Mấy đứa lao rồi nó chào nè đang mài mài rồi nó đứng chào các chim rồi nè. Kim, anh định ra xong cái em quay cái thôi nó chạy ra. Định cho khách nó về rồi anh ra thì ông cho mấy để cho mấy một câu rồi anh đi. Hai giờ, cứ hai giờ qua rồi. Qua bên mình hả? Như khi nó bay mấy vòng luôn. Sáng rồi chị thấy là qua bên mình là chị vẫn đậu cho mấy ngói á. Thì cái nói chị biết rồi, cái Sáng nói vẫn gì đậu, chị sáng vẫn đậu ra trên kia, chiều ở vẫn đậu bên trên chỗ kia. mà chỗ phòng trẻ dưới cái phòng thêm mà cà Cái em bị rô rỗ gì rồi. Sáng vẫn đậu trên đó. Tưởng là tuần tra mà. Chiều vẫn có đây, Mỹ Linh. Tối hắn có ở lại không à? Không. Chiều rồi. Tối ở lại mà Về cái gì ngủ chứ. không ngủ trên cái nữa Ngủ đó. đó luôn hả? Ngủ trên mấy cái nữa đó. Chứ chị thấy ngủ mà chị ra gì bật đèn là chị thấy soi đèn lên mình thấy nằm trong mấy cái nữa. Bởi Ngon ra mấy người nó được chứ chiều tụi bay muốn ha mua cái hình chuột đeo để lại cái này em đậu đó cái rào xong rồi xuống làm thịt. Người ác vô hậu. đi với chùa quá nè. Nói vậy thôi với ai làm cái trời Mà ấy là tháng đậu con rồi hai con rồi chưa nguyên bài nguyên bài mà chơi ngư mình thì không biết. Trời ơi, đi sinh nhật mang đồ gì đây trời. Sinh nhật một tiếng.
đồ đen trắng mang đồ gì mà. Thế là nó mang để cho chắc ta mang đồ đen. Cái áo nó mang với quần jean. Mày có cái quần mua giấy giá không? Buổi đời xin gió. Xin nói thay đồ ra đó, làm cái bộ bàn ghế đó. Vên chiêu để bộ hề. Mà sợ kia mới yên đầu á. Đang tạo dáng chụp hình là một bạc. Ngang ở đâu đi qua đây nghe chứ mày. Ngang chỗ khác nghỉ ở chỗ. Thế chị làm cái dù. Nghĩ thì cái dù nó cũng nặng. Cái trời trời. Cái gì mà nó răng răng này. Ừ. Bên nhà mà đầm quá giống giống rồi đó. Mà chị nghĩ mang không hợp. Mang màu xanh đó chị. À. Mang màu xanh đó. Giống ấy mà. Giống này đó thì ba cái giống như nhau. Mua cho gì họ với lại trang với lại. Họ mang thì rất đẹp. Chí gì xuống làm tóc tối đi để tóc thẳng hay tóc chi ta mang đồ nó để tóc chi thẳng chân trẻ mình phải tịch phòng. Chân váy ra nè. Cái đó là thấu nhiều. Ta phải qua rốn. Ta mới chịu. Dưới rốn thì cỡ tụi em thôi. Em mang váy qua rốn được không? Em mang váy da được mấy. Nè bé. Cho em gội đầu nhá. Không. Dạ thôi chị, thank you chị. Không. Vì trăng. Từ nhé. Có quần da này cũng đẹp không? Em à. Chị đó, em mà cá đó. Mang quần chi là được. Trắng quần trắng à. Quần trắng gì đâu có cái mua đâu. Không. Nhưng mà chị phải quần phải qua đồ đó, phải lên. Với lại ăn thòng lỏng nữa chứ còn chặt là ăn bó cái bụng chị lên nhìn gớm. Bụng gì mà. Nhiều hay.
nhiều. Ê, không có lao mà nói chi. Lâu rồi nữa hả chị Phúc? Nó chắc lao chỗ phòng á. Lao rồi nữa là... Qua cái đó đi. Mấy phút rồi?